Với những đôi lứa đang yêu, tình yêu trong giây phút lắm thắp và mãnh liệt hơn. Và trong thời khắc này đây, thời gian như đang dừng lại và cảnh vật dường như cũng đồng điệu với hai trái tim đang bên gia đình. Bây giờ là giây phút thiêng liêng nhất, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trao nhau vòng nhẫn cưới yêu thương thay cho lời nguyện ước phù thề trong đồng hạnh phúc. Xin mời Đức Dũng và Thị Dương. Thưa mọi gia đình, chính đáng là một kỷ niệm thiêng liêng, sẽ kết thúc một đời cá lát chen cười lên nào bên nhau. Giờ đây các bạn Đức Dũng và Thủy Dương đã thành vợ thành chồng, chúng ta hãy cùng chúc cho người phụ nữ khỏe không em, chúc họ sẽ mãi mãi đi chung trên một con đường được xây bằng tình yêu và hạnh phúc. Từ đó